quyền của công dân đối với đất đai. Điều 23 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2024, quy định quyền của công dân đối với đất đai như sau: tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; tham gia quản lý nhà nước, góp ý, thảo luận và kiến nghị, phản ánh với cơ quan nhà nước về công tác quản lý sử dụng đất đai; quyền về bình đẳng giới trong quản lý, sử dụng đất đai; tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất, mua bán, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của luật này.